Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thay đổi mỗi ngày, chúng tôi khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Kiến tạo ngày mai từ những sáng kiến đột phá. Change today, create tomorrow. Lotte. Côn trùng nhỏ là mối đe dọa lớn với gia đình bạn. Vi sinh côn trùng chung màu ghép không mùi chất lượng Nhật Bản, tiêu diệt ngay tức thì mũi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết và virus Zika. Sản phẩm được cấp chứng nhận lưu hành bởi Bộ Y tế. Nay có thêm hương cam chanh mới chung màu ghép, nhãn hiệu diệt côn trùng số 1 Việt Nam. Fumakila vì cuộc sống của bạn. Xin chào các bạn nhỏ. Vậy là tuần trước chúng ta vừa có trận giao hữu thứ hai với câu lạc bộ FC Thăng Long, vô cùng thú vị phải không nào? Tuần này các cầu thủ nhí sẽ có những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn và đầy mới mẻ tại thủ đô Hà Nội. Và chúng ta hãy cùng chờ xem hành trình nào đang đợi các cầu thủ nhí nhé. Xin chào, chúng tôi là cầu thủ nhí 2024. Và ngay bây giờ chúng tôi đang có mặt tại thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay thì chị Bảo Mẫu Lê Bống sẽ là chủ nhà, người đón tiếp tất cả các bạn cầu thủ nhí ở đây. Dạ vâng, em là một người con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thế nên là ngày hôm nay khi được biết là mình sẽ được đón tiếp các cầu thủ nhí đến với nơi mà em đã được sinh ra thì em cảm thấy rất là háo hức. Bởi vì có quá là nhiều thứ mà Bống muốn cho các bạn trải nghiệm. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nhở? Cho chú Công Tố hỏi là bạn nào lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội giơ tay lên. Ok, chàng trai ở bên này. Từ hôm qua khi mà hạ cánh máy bay xuống sân bay Nội Bài cho đến buổi sáng ngày hôm nay, điều gì khiến cho con cảm thấy thú vị nhất, ấn tượng nhất nào? Dạ, lần đầu tiên con đến đây thì con thấy có Hồ Gươm thì con rất vui. À, Hồ Gươm đằng sau đây. Anh ơi, em bật mí là ngày hôm nay khi mà điều đầu tiên em gặp các bạn nhỏ là các bạn nói: cô ơi, cô chụp cho con một kiểu ảnh với tháp rùa để con gửi cho mẹ con xem. Tại vì là các bạn là cũng có rất là nhiều bạn lần đầu tiên được đặt chân đến Hồ Gươm nữa. Lần đầu tiên đến thủ đô Hà Nội con thấy vui, bởi vì có nhiều thứ mới diễn ra đối với con. Như là được tham quan Hồ Gươm hay những nơi đó thì con chỉ thấy trên sách lịch sử, chưa bao giờ được đi đó. Quả theo nguyện vọng các bạn ấy, thì bây giờ mình chụp một kiểu ảnh kỷ niệm đi với Hồ Gươm Hà Nội để bắt đầu hành trình ngày hôm nay của các cầu thủ nhí nhá. 3, 2, 1, chụp. Yeah, vỗ tay một lần nữa để chào đón các bạn đã đến với Hà Nội của chúng tôi. Và tại thủ đô Hà Nội thì chúng ta sẽ có những thử thách để khám phá những địa danh, những giá trị văn hóa rất là đặc trưng của Hà Nội. Và thông qua đó thì các bạn cũng rèn luyện rất nhiều kỹ năng. Thưa anh Trường, trong bóng đá có phải là lúc nào chúng ta cũng phải rèn luyện trên sân cỏ không anh? Một ngày nó có phân ra giờ giấc và tập luyện, nghỉ ngơi và vui chơi, giải trí hoàn toàn phân bố trong một ngày. Chứ không thể nào lúc nào cũng tập luyện được. Phải có thời gian nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc về cơ thể và cơ bắp để cho những cái đó đạt tới là gọi là đạt tới đỉnh điểm, là đạt tới gọi là sức khỏe tốt nhất để bước vào trận đấu tốt nhất. Vâng, thưa quý vị, như quý vị nhìn thấy bên tay trái, bên tay phải tôi là chia đều số lượng cầu thủ nhí hiện tại là mỗi bên 5 người. Vậy là chúng ta sẽ chia làm 2 đội tham gia hành trình ngày hôm nay. Một đội do Lê Bống quản lý và một đội do anh Tấn Trường quản lý. Khoan, có sự thay đổi. Nhưng mà sẽ có thêm một khách mời nữa. Nhưng mà có hơi lấn cấn một chút này, thứ nhất là phải có khách mời. Thứ nhất là có khách mời, thứ hai là 10 người mà chia làm 3 đội thì nó lấn cấn không? Cũng hơi lẻ nhờ, vậy là có một đội 4 thành viên. Anh khách mời hôm nay là ai đấy ạ? Không có sự xuất hiện của khách mời nào hết. Trên tổng số lượng 13 thành viên hiện có sẽ phải chia thành 3 đội. Và chú Công Tố sẽ không làm MC nữa mà sẽ trở thành người dẫn đường của một đội. Cái này là hôm nay là Công Tố là có việc làm rồi. Vậy thì nếu em tham gia ai dẫn chương trình? Bây giờ chương trình không cần người dẫn chương trình nữa. Bây giờ chương trình đang cần người tham gia trò chơi thôi. Vâng, đây thực sự là một bất ngờ với tôi. Ok, vỗ tay để chúc cho 3 người dẫn đường chúng ta thật là may mắn. Chúng tôi sẽ trở thành 3 người dẫn đường cho tất cả các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Anh PD ơi, nhưng mà bây giờ chúng tôi chia đội như thế nào ạ? Hồi nãy là có 10 người là chia là sẽ có một đội 4 ạ. Chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và chia thành 3 đội, 2 đội 3 thành viên và 1 đội 4 thành viên. Ngay bây giờ, xin mời MC Công Tố lên lấy hộp thăm. Dạ, ok.
em sẽ đại diện cho mọi người nhận hộp quà này để bốc thăm. Bây giờ thầy nói với con là có 3 đội. Thầy là một đội, cô Lê Bóng một đội và chú Công Tố là một đội. Ai muốn về đội thầy giơ tay lên nào. À từ khoan đã. Để chú và cô Lê Bóng nói một chút là chú không sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Thế mà không được. Chú sinh không sinh ra lớn lên ở Hà Nội nhưng chú có rất nhiều năm tại đây. Chú là nhà báo, là người dẫn chương trình. Không có một ngóc ngách nào Hà Nội là chú chưa từng đặt chân đến. Mà cái trò chơi này nó đòi hỏi gì? Đòi hỏi kinh nghiệm trong chuyện di chuyển. Nên người dẫn đường mà biết đường thì rất là quan trọng. Thế đấy, chú chỉ nói thế thôi nhá, cơ bản sơ sơ. Xin lỗi, đến giờ cũng ở Hà Nội rất là nhiều năm. Từ năm 2006 tới bây giờ cũng là tương đối là dài đó. Hay là lựa chọn tốt nhất, còn cô Lê Bóng thôi bỏ qua bên hai anh em mình thôi. Hai anh em mình dành thôi. Ok, đi. Hiện tại là cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thế là cô có 29 năm kinh nghiệm là tất cả những ngóc ngách đồ ăn, thực phẩm, những gì mà đặc biệt nhất ở Hà Nội thì cô đều biết hết. Đi cùng với nhóm của cô ấy là không bao giờ sợ đói, tại vì mình sẽ được ăn tất cả ẩm thực ở Hà Nội. Bây giờ kêu gọi nãy giờ cũng rất là nhiều rồi. Okay, xem bây giờ xem kết quả nó như thế nào nè. Anh ơi, anh qua góc kia. Bóng ở giữa nhá. Chú Tố ở đây nhá, ba Tố ở đây nhá. Rồi, các bạn có 5 giây để về đội của mình. Theo sự lựa chọn bắt đầu. Gì cái này gọi là gì? Năng lượng của sức hút phải không? Con người tràn đầy năng lượng lúc nào cũng có sức hút hết á. Bên này thì sao nhỉ con nhỉ? Mình hai người Hà Nội ạ. Hai bạn này người Hà Nội. Thì quan nó nghe. Còn hai ông này ta chọn cô Lê Bóng nó nghe coi, tâm sự nghe coi. Kinh nghiệm 29 năm. Kinh nghiệm 29 năm hả? Còn con? À đây cô Lê Bóng là mẫu được không? Rồi, nói tóm lại là chúng tôi thua rồi. Thua anh Trường ở cái khoản là tạo niềm tin cho các bạn cầu thủ nhí. Nên là các bạn ơi, chúng sẽ nhờ các bạn bốc thăm. Thăm đến đâu thì đề nghị các bạn nhắm mắt lại nhá. Đôi khi nhắm mắt nó không công bằng đâu, phải như thế này nè. Wow, không cần phải nhắm mắt. Đấy, bốc đi con. Anh cao này anh mới làm được trò này anh bốc ơi. Bốc đi con, không thấy gì đâu. Người đàn ông mét 9 đã hỗ trợ chúng tôi một cái phần bốc thăm rất là công bằng. Xem nào, liệu rằng các cầu thủ nhí có chọn được về đội mà họ yêu thích không nào? Bây giờ chúng ta cùng đếm ngược và sau đó các bạn là thăm của mình để biết những người đồng đội thuộc về team mình là ai nhá. Chuẩn bị này. 3, 2, 1, xin mời. Ta-da. Bây giờ thì chú Công Tố xin mời các bạn màu đỏ di chuyển qua bên tay trái. Xanh lá cây các bạn ở chính giữa và màu xanh lá trời của bên tay phải. Vỗ tay đội đỏ nào. Cảm ơn các bạn. Đội thứ hai, đội xanh lá cây. Vỗ tay cho. Chưa gì đã rớt rồi con. Đội số 3 là đội xanh da trời. Ok, và đội thứ 4 là đội chúng ta. Đi chúng ta chơi đội đi chứ bây giờ. Tôi đi cho thêm đội đi chứ bây giờ không có hâm không gì với ai để với ai. Xin mời bảo mẫu Lê Bóng lên nhận những lá thư dành cho ba người dẫn đường. Dạ. Nhất quyết chia rẽ anh em mình ra anh ạ. Chia rẽ. Nhất quyết chia rẽ. Ok. Cái này không nhìn được ta. Lady An Giang đó, Lady. Lady An Giang quá Lady. Rồi anh ơi, kính lão đắc thọ. Rồi, của chú là đội màu xanh lá cây. Ôi màu đỏ. Màu xanh da trời. Ok. Và lực lượng chú Tố còn ở rất hài lòng. Bởi vì chú Tố là người rất nhanh nhẹn. Cả ba đội đã vào đội hình rồi. Đội bên kia đều phết nhỉ? Dạ vâng ạ. Nhìn bốn cô cháu nhìn ngang ngửa nhau. Đúng rồi, đồng đều ạ. Đội bên này thì bọn mình cũng có những cái sức bốc. Bây giờ mình nhìn qua đội bên kia nhá. Đây không? Rồi đứng lên không? Vâng, và bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng cho hành trình khám phá Hà Nội với những cái giá trị về văn hóa, lịch sử để cho các chàng trai nhí ở đây, các cầu thủ nhí ở đây sẽ hiểu thêm về Hà Nội, về văn hóa. Đồng thời chúng ta có thêm sự gắn kết với nhau. Ok, mình bàn tí về khẩu hiệu nhá. Ok, bây giờ đội mình là đội xanh đúng không? Đội xanh thì mình hay dùng. Còn mình khẩu hiệu tên là gì? Mấy đứa thích nhóm của mình tên gì? Cái đáng từ mà nó sẽ kết hợp được với cái chữ xanh ạ. Hà Nội nhí. Bằng sự năng động tinh anh của mình, các đội sẽ đưa ra những câu khẩu hiệu như thế nào đấy? Hồi hộp quá. Thời gian đã kết thúc rồi, bây giờ xin mời đội Wi-Fi làm trước ạ. Đội Wi-Fi mà lấy slogan là 1, 2, 3, đội đó, chứng tỏ không thua.
rất là sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nhá, 3, 2, 1. Đội xanh Hạ Phân giành chiến thắng. Đội của em là Hà Nội Nhí. Xanh ra trời, chờ đợi chiến thắng. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thay đổi mỗi ngày, chúng tôi khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Kiến tạo ngày mai từ những sáng kiến đột phá. Change today, create tomorrow. Lotte. Đời ra câu chuyện vì không luyện ca cổng cine. Nhạt nhòa vì không coi ca cổng sport. Chìm vào cảnh vật vì không bật phim ca cổng original. Lẻ loi vì không coi phim trên ca cổng. Ca cổng siêu nền tảng đa tầng giải trí, trọn vẹn nội dung giải trí đỉnh cao. Đăng ký ngay cá cổng giải trí đi. Trẻ ngọn, sơ dối, gãy rụng, Dove Ceramide phục hồi hứa tổn mới với phức hợp dưỡng tóc Bio Protein Care, bổ sung protein tương thích với cấu trúc nguyên bản của tóc, giúp đảo ngược 10 dấu hiệu hứa tổn cho tóc suôn mượt và chắc khỏe gấp 10 lần. Dove. Cá cổng siêu nền tảng đa tầng giải trí, cùng lớp phim châu Á phát song song cực cuốn, vô vàn phim thiếu nhi đa dạng bổ ích, tuyệt đỉnh phim bom tấn, độc quyền siêu giải đấu thể thao. Đăng ký ngay cá cổng ưu đãi giảm 50%, chỉ 88.000 đồng một tháng. Cá cổng giải trí đi. Và bây giờ sẽ là nhiệm vụ đầu tiên. Các đội sẽ được giao một chiếc phong bì, trong đó ẩn chứa một mật thư. Hãy giải mật thư và tìm ra địa điểm tiếp theo cần phải đến. Lưu ý, ở chặng đích cuối cùng, đội nào về đích nhanh nhất sẽ nhận được 3 huy chương, đội về nhì nhận được 2 huy chương và đội về cuối sẽ chỉ nhận được 1 huy chương. Mỗi đội sẽ được cấp một chiếc xe 16 chỗ để di chuyển và thực hiện thử thách. Hãy tận dụng thời gian và chúc các đội may mắn. Xin mời 3 người dẫn đường lên nhận mật thư. Yeah. Dạ vâng ạ. Rồi, em xin. Thời gian bắt đầu. Một quả cầu là hình tròn này. Hình tròn nhưng mà có 26, hình tròn này liên quan gì đến 26 cái chữ cái này? Đúng rồi, từ cái đấy là mình mới ra được cái mã, từ mã này mình mới ra được cái này. Đau đầu quá. Mình test hết tất cả các thứ xem cái nào nó ra được. Này, thử rồi, cái này là 1, 2, 3 nữa rồi, nó ra không? Bởi vì đây là hai tiếng, hai chữ cái thì chú thử đoán đấy là Hà Nội thì xem thì có đúng không, nhưng mà chắc là không đúng không? Bởi vì nếu mà như thế thì đây cũng là chữ hát thì chữ đó sau là chữ hát nhà đây đây là nhà hát lớn Hà Nội. Đúng không? Từ từ nhá. Chữ hát có đúng không? 23. 23 tìm được chữ 23. 23. Đúng 23 chưa? Đúng 23 chưa? Ok, tiếp nhá. Chữ A đâu? Chữ A 16. Chữ A 16. 16. Đây 16. Có gợi ý không? Tôi có đáp án. Chính xác. Mời bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Wow! Chúc mừng đội chú Công Tố đã giải được mật thư đầu tiên. Nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo và giữ vững vòng độ này nhá. Quả cầu hình tròn này. Bốn đại dương là
6, 7, 8 này, 9 này, 10, 11. Nhà rồi, bây giờ ấy lại nào. Nhà hát lớn à? Nhà hát lớn. Thì đây là chữ T. Được không? À, 9 chữ T đúng rồi. Rồi, tiếp gõ tiếp đi. Hát lớn. 2, 3, 3, hát Hà Nội. Ồ, đúng rồi, hát lớn Hà Nội. Rồi, tìm được rồi ạ. Nhà hát lớn Hà Nội. Chính xác. Yeah, đi thôi. Ôi. O là 4, đây là 5, đây là 6. Số 4 là chữ O đi. À, đây. Đó, 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 đó. Bốn, ngày bốn thì cứ đẩy lên thì ra số. Giờ cái này là bốn là ba, bốn đi bừa. Ba hai ba. Đi mấy bốn á. Thì giờ một, bốn ba. Một là đây nè. Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, sáu, mười tám, mười chín, mười, mười hai, mười bốn, mười lăm, mười sáu. Lại. Số 3 đầu tiên. Nhà hát lớn. Số 3. Ừ, nhà hát lớn. Nhà hát lớn. Chính xác. Khi mà đội con tới cuối cùng ở trận thứ 2 thì con thấy là mình phải cố gắng hơn nữa để đuổi kịp các đội trước. Bây giờ mình đang được bác tài cho đi đến nhà hát lớn Hà Nội, cách tượng đài Lý Thái Tổ và Hồ Gươm lại chúng ta đang có mặt đấy. Thì chỉ có khoảng một cây thôi. Ở nhà hát lớn thì chú nghĩ nhá, sẽ có những quy định rất là nghiêm ngặt. Ví dụ như là việc mà nếu vào trong thì chúng ta phải giữ trật tự, không được làm quá ồn, hoặc là chúng ta phải có trang phục phù hợp. Nên là tí nữa đến đấy nếu quy định thế nào thì chú mong là đội xanh mình sẽ tuân thủ nhau nhá. Đồng ý không? Bảo nhau nhá con nhá. Đây này, đây, nhà hát lớn kìa con nhìn kìa. Đó, đẹp không? Đẹp không con? Hoành tráng không? Đây là nhà hát lớn Hà Nội. Ta-da. Xuống đi con. Các cầu thủ nhí của tôi. Đội xanh. Let's go. 3, 2, 1. Chúng tôi đã sẵn sàng với thử thách tiếp theo. Yeah. Đội chơi sẽ học thuộc bài đồng giao theo yêu cầu của chương trình. Nếu hoàn thành thử thách sẽ nhận được gợi ý tiếp theo của chương trình. Rồi, cho chúng tôi xin. Ngồi xuống đây con. Bây giờ này, đây là một câu bài đồng giao này, hai bạn cầm một. Chú nghĩ như này cho dễ, một người thì khó có thể học thuộc được 100% và chính xác. Chúng ta chia nhau, con đảm nhiệm một. Con thuộc hết ba câu. 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Con là 7. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3 trước nào. Rình, ràng. 3 gang chiếu trải. Nhớ bằng hình ảnh. Rình, ràng. Xong là số 3. 3 gang chiếu trải. Con nhớ này, một người, hai chân, hai người thì, đúng không, chỉ cần nhớ thế. Câu 3, 3 người, 6 chân, 4 người, nhớ chưa, tư duy cái câu đó nó có ý nghĩa gì là được. Đúng rồi, là mình bỏ mình trả rồi. Đi thôi. Đến nơi. Đội chơi sẽ học thuộc bài đồng giao theo yêu cầu của chương trình. Nếu hoàn thành thử thách sẽ nhận được gợi ý tiếp theo của chương trình. Ui rồi. Em học cho. Không, phải ba cùng cả ba cùng nói. Xuống chia đây. Đoạn ra mà học, chia đoạn ra hả? Bốn, cứ ba câu một bạn hoặc là bốn câu một bạn. Năm dòng đi con. Năm học có nhớ được không? Năm dòng là vừa đủ đó con. Ok, thì mỗi bạn học năm dòng. Thì Huy học năm dòng này. Đến Tuấn Anh học năm dòng này và dạ. Huy học năm dòng cuối. À, ừ, rồi. Các bạn nhỏ đang rất tập trung học thuộc bài đồng giao. Quyết tâm chiến thắng ở trạm này nhớ các chàng trai. Bài đồng giao. Bây giờ mình ngồi xuống, mình học đi, ngồi xuống. Học thuộc lòng. Đấy, nhớ kỹ nha, học thuộc của bốn bạn học được luôn. Bạn nào bắt phải làm lại đó. Rình, cố gắng học đi. Ba răng chưa?
một ra bốn. Đứng ngay đây, đứng lên đây Phương, đi đi. Tập từ thấp đến cao đi, người đó tính người đó. Mày cho tài đi. Đây ha, ngồi thứ ba. Rình rình răng răng, ba răng chiếu trải, xích lại cho gần. Một người hai chân, hai người bốn chân, ba người sáu chân, bốn người tám chân. Gầy chân béo. Dệt vải cho bà, vải hoa vải trắng. Đến đến mai trời nắng, đêm đêm vải ra phơi. Đến mốt đẹp trời, đêm đêm vải ra mai, đêm ra mai áo. Đêm ra mai áo hả? Thôi tụi mình học lại đi. Và... ok, đội mình đọc ạ. Lên lên là làng ba gắn chứa chảy xích lại cho gần. Một người hai chân, hai người bốn chân. Ba người sáu chân, bốn người tám chân. Chân gầy, chân béo. Dịch vải cho bà. Vải hoa, vải trắng. Đến mai trời nắng, đem vải ra phơi. Đến mốt đẹp trời, đem ra may áo. Rành rành ràng ràng. Chính xác, mời bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Được chưa? Ok, đọc, đọc, đọc. 2, 3. Dần dần, dần dần. Ba gan chiếu chảy, xích lại cho gần. Một người hai chân, hai người bốn chân. Ba người sáu chân, bốn người tám chân. Chân gầy, chân béo. Dịch vải cho bà. Vải hoa, vải trắng. Đến mai đến mai trời nắng, đem vải ra phơi. Đến mốt trời đẹp. Sai, mới các bạn đọc lại từ đầu. 2, 3. Dần dần, dần dần. Ba gan chiếu chảy, ba gan chiếu chảy, xích lại cho gần. Một người hai chân, hai người bốn chân. Ba người sáu chân, bốn người tám chân. Chân gầy, chân béo. Dịch vải cho bà. Vải hoa, vải trắng. Đến mai trời nắng, đem vải ra phơi. Đến mốt đẹp trời, đem ra may áo. Rành 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 rành. Chính xác, mời bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Hai đến cửa Đan Môn, hàng Thăng Long để nhận thử ra tiếp theo. Anh ơi, xe ạ, cho em xin xe ạ. Cách tại sao? Cũng gần thôi, ở đây đều quanh quanh và mình đều đi bộ được ạ. Rồi. Cửa Đan Môn, hoàng thành Thăng Long. Cho em ra hoàng thành Thăng Long ạ. Vô, trả bài, vô. Rình rình ràng ràng, ba găng chiếu trải, xích lại cho gần. Một người hai chân, hai người bốn chân, ba người sáu chân, bốn người tám chân, chân gầy chân béo. Dệt vải cho bà, vải hoa vải trắng, đến mai trời nắng, đem vải ra phơi. Đẹp trời, sai, mới các bạn đọc lại từ đầu. Bên. Thôi mình đọc lại. Bên quên bên. Cố gắng tập trung nhớ con, đục đi. Được chưa? Rình rình răng răng, ba răng chữ trải, xích lại cho gần. Một người hai chân, hai người bốn chân, ba người sáu chân, bốn người tám chân, chân gầy chân béo. Dệt vải cho bà, vải hoa vải trắng, đến mai trời nắng, đem vải ra phơi. Đúng một đẹp trời, đem ra may áo. Chính xác, mời bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Dần dần ràng ràng, ba gang chiếu trải, xích lại cho gần. Một người hai chân, hai người bốn chân, ba người sáu chân, bốn người tám chân. Chân gầy, chân béo, dệt vải cho bà, vải hoa, vải trắng. Đến ngày trời nắng, đem vải ra phơi, đêm mốt đẹp trời, đem ra may áo. Chân dần dần dần. Quá hay. Đã bạn nào ra con hoàng thành Thăng Long chưa? Chưa. Hoàng thành Thăng Long thì sẽ có rất là nhiều những cái di tích lịch sử mà gắn với lịch sử ở Việt Nam cũng như là ở Đông Nam Á. Ra đấy và mình sẽ được nhìn rất là nhiều những cái dấu vết di tích lịch sử nhỏ độc đáo luôn á. Và Hoàng thành Thăng Long thì cũng được công nhận là một trong những di sản văn hóa thế giới của Việt Nam. Thấy đứa tự hào không? Ui giời, nhanh lên! Hoàng thành Thăng Long đây rồi! Nhanh nhá! Ui giời, to thế! Wow, đẹp thế. Ở đây. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Cảm ơn anh ạ. Bây giờ là đi đâu ạ? Đi vào trong này ạ? À, kia kia đi. Rồi, kia. Chị ơi, chị có bất cứ không ạ? Anh ơi, anh có bất cứ không ạ? Tất cả
thành viên của đội sẽ phải tâng bóng liên tục 20 lần. Sau khi hoàn thành thử thách thì đội chơi sẽ nhận được gợi ý địa điểm tiếp theo của chương trình. Nếu không hoàn thành thử thách thì đội chơi sẽ được thực hiện lại sau 5 phút. Chúng ta cùng chờ xem các bạn nhỏ có vượt qua thử thách tâng bóng này hay không. Dạ Khiêm tâng rất tốt. Không, Huy Tùng ơi, cố lên nào. Đâu, lúc nãy là em giải xong mã chưa, em đến trước mà em chờ em đến máy trước quay. Cái gì đây, đội ra giải sao nhưng mà ra xe chạy trước, ban tổ chức đã nhường lại bắt là xe chạy chậm lại cho thành xe em lượt qua, vậy là không công bằng rồi. Bọn em đến trước mà. Không nghe sao, lên lên xếp hàng. Phải đủ đây, đội trưởng lên 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 tao mận đôi mình đã Huy ơi. Mình nghỉ ngơi. Mình nhìn thấy đỡ mỏi chân, tỉnh tâm. Mình cảm thấy như là toàn bộ cái lỗi là do mình. Chứ các bạn đã chạy đến địa điểm rồi nhưng mà vì chờ mình, thế nên là cuối cùng là đội trở thành về bét. Từng người làm, không làm hết, không làm được. Chưa không? Từng người làm, ai trước này. Cảm giác không? Và bây giờ là phần thực hiện thử thách của thầy Tấn Trường. Phần khởi đầu rất chi là suôn sẻ của Lê Tấn Tài và Hoàng Tùng. Giỏi, được đấy Ngà ơi. Ấy, nhưng không được rồi. Thế mà lại xảy ra sự cố, tiếc quá. Có bóng nó bay sang chỗ khác định với mà với không kịp. Lúc đó con không làm rơi bóng thì chắc là đội tụi con có thể giành được chiến thắng. Cố lên nhá. Không sao. Mắc sai lầm hả? Cái đoạn tưng bóng, lúc đó con chả biết sao hả? Tưng bằng đôi giày đó rất là khó. Giày đó là giày đi chơi nên không có quen tưng bóng. Các cầu thủ nhí của chúng ta đều đang rất cố gắng. Giữ bình tĩnh và thể hiện thật tốt nhá. Để xem đội thầy Tấn Trường có vượt qua được thử thách này không đây. 20 ok con. 18, 19, 20 ok. 18 rồi. Đây, đi con, đi mình. 1, 2, 3, 5. Không quên trượt. Hồi nãy con làm được mà. Rồi bà, cố lên nha. Cứ từ từ nhẹ nhàng, chậm chậm, không cần phải nhanh. Bóng, bóng, dài. Tâm thấp thôi. Cố lên. 3, 4. Thử thách tương bóng tôi không thấy khó nhất, tại vì phải bắt buộc tương bóng và kỹ thuật và mang tính năng đổi. 9, 10, 11, 12. Chậm lại, 19, 10. Rồi ạ, 2, 3, 4, 5, 6. 19, 20. Rồi 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 20. Và đã lật ngược tình thế, đội của bóng đã trở thành đội đầu tiên hoàn thành. Sao cho nhóm đi. Dạ, cảm ơn. Đi vào đây cho nó nhóm. Mở. Nhóm này đã. Ok. Mà nó không tin tưởng em gì hết á. Tin tưởng mà, ai nó không tin tưởng đâu. Em đứa làm rất giỏi. Hồ Văn, Văn Miếu. Hồ Văn, Văn Miếu có gì vậy? Hồ Văn, đi. Các thành viên đội xanh lá cây cố lên nào, tập trung và hoàn thành thử thách nào. Cảm ơn em. Bắn ra con máy.
hãy đến Hồ Văn Miếu Quốc Tử Giám để nhận thử thách tiếp theo của chương trình. Không, y gan Hồ Văn Miếu Quốc Tử Giám nghe chưa? Let's go, 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 đi đâu? Đi đi. Nhanh chân lên nào, nhiệm vụ tiếp theo đang chờ chúng ta kìa. Nhận vật tư và nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo thôi nào. Hồ Văn, Hồ Văn, Hồ Văn ạ, ở bên trong ạ. Kia rồi, kia rồi, kia rồi. Trong này, trong rồi, kia rồi. Rất to. Những thành viên của đội phải tìm gặp ông đồ và xin chữ ở Hồ Văn. Sau đó chụp một bức hình cả đội với tấm liếng mà đội mình đã có. Đội nào hoàn thành sẽ nhận được gợi ý của chương trình và di chuyển về địa điểm tập kết. Ơi có đây 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 các bạn ơi, bọn mình xếp hàng vào nha. Đồ là ông gì ra tiền chi ra, tắt ra, tắt ra, ông tắt ra, đừng có đi một bên, hai đứa một bên, hai đứa một bên. Tìm ông đồ để xin chữ tại Hồ Văn. Kia rồi, kia rồi, kia rồi. Ok, đi 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 đi, xin chữ, đi xin chữ. Đến lâu chưa, đến lâu chưa, mới tới hả? Đã, xếp hàng đi, xếp hàng đi. Ui rồi, đứng đây xếp hàng đây cho Văn Minh nào. Đây có các chữ để viết ra. Đó, đây là thị số Lộc, chữ Thọ, chữ Khang, chữ Tài. Cứ dài đi cô. Vâng ạ, vâng ạ, cho con tài giỏi ạ. Hy vọng rằng khi nhận được chữ Tài, các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ ngày càng tài giỏi hơn nữa. Chúc mừng các bạn đã là đội đầu tiên xin được chữ từ ông Đồ. Nhanh 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 nhanh. Đứng này nào. Rồi rồi rồi. Rồi. Đây là mật thư của các bạn. Hãy nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Chữ chữ Tâm. Các chàng trai đội thầy Tấn Trường cũng đang dõi theo từng nét chữ của ông Đồ. Chúc mừng các bạn đã nhận được chữ Tâm. Cho con xin chữ Đức. Vâng, chữ Đức ông ạ. Bên kia họ có chữ Tài rồi đúng không? Mình phải có Đức nữa thì mới trọn vẹn được một người vừa có Tài vừa có Đức. Thì lúc đấy làm gì cũng thuận ha. Chữ Đức của các bạn rất đẹp. Dạ, con cảm ơn ông. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chúc mừng đội mình đã về nhất và mỗi bạn sẽ nhận được 3 huy chương. Vậy là bọn mình đã giành chiến thắng rồi. Được tay, được tay. Mình phải hô khẩu hiệu mình mới được. Nào. Ôi, ngồi nghỉ một xíu đi. Mấy đứa nhớ lúc nãy bọn mình đã xin chữ ông Đồ thì đây chữ này là ý nghĩa là gì không? Chữ Tài Lộc. Tài giỏi. Tài giỏi. Tài giỏi. Bạn nào sẽ giữ lại chữ này để làm kỷ niệm nhỉ? Tuấn Anh hả? Tuấn Anh có biết gì về việc là mỗi bọn mình xin chữ ý, thì sau khi mà xin chữ thì bọn mình sẽ thường làm gì không? Ở thủ đô Hà Nội thì từ bé là các bạn mỗi lần mà đi học á, cứ mỗi năm Tết đến thì bố mẹ sẽ đưa các bạn đến Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau đó thì mình sẽ xin cho chúng mình học thật giỏi này, chúng mình thật thông minh này. Sau khi xin ở Văn Miếu Quốc Tử Giám thì mình sẽ thường hay gặp thầy Đồ và xin ông những con chữ mang lại sự may mắn và những ý nghĩa. Thì cái chữ này á, con có thể treo ở... cảm ơn con. Này, con đi. Đây, con đi lên. Nào bây giờ bọn mình vô một cái nào. Để ăn mừng chiến thắng. 1, 2, 3. Yo. Ok, để bọn mình thử đi tìm xem là ra trốn đi. Xem là đội của các đội tiếp theo đã đến chưa. Đi, bọn mình đi trốn đi, không để mọi người phát hiện. Ôi. Em nghe, em
bạn á giành được 3 huy chương đúng không? Cho các em 3 người 9 cái. Tôi giành được 2 nhưng mà thứ 4 người tôi 8 cái, thua bạn có 1 cái. Rất nhiều người chơi nên bạn yên tâm nha. Bạn hãy chờ đây. Rồi xin chào. Chú. Dạ chú. Chúc mừng đội của mình đã hoàn thành cuộc thi. Bây giờ các bạn có thể qua kia nghỉ ngơi để chờ cho mình đi tiếp nào. Ok, đi qua kia nghỉ ngơi con. Đội cô lê bóng về sớm nhất, mỗi thành viên sẽ nhận được 3 huy chương. Đội thầy tấn trường, mỗi thành viên được 2 huy chương. Và đội chú công tố, mỗi thành viên chỉ được 1 huy chương. Con thấy đồng đội con rất là đoàn kết và hòa đồng. Và con ấn tượng nhất đó là bạn Nhật Huy, bởi vì bạn đó có cố gắng nhất trong đội. Thử thách tiếp theo, đoán đặc sản qua vị giác. Các cầu thủ nhí sẽ bịt mắt và nếm thử một món ăn bất kỳ trên bàn. Sau khi nếm xong, các cầu thủ nhí phải chọn ra tên của món ăn ấy. Đội nào đoán đúng tên nhiều món ăn nhất sẽ là đội giành chiến thắng. Đội nào về nhất sẽ nhận được 3 huy chương. Đội về nhì nhận được 2 huy chương. Và đội về cuối cùng chỉ nhận được 1 huy chương. Để đảm bảo tính công bằng, xin mời chú công tố đứng về vị trí của đội cô lê bóng. Cô lê bóng đứng về vị trí thầy tấn trường và thầy tấn trường sẽ đứng về vị trí của chú công tố. Và ngay bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện thử thách. Đi nào, cố lên. Rồi chọn một món bất kỳ. Con chọn đi, con sờ tay vào món nào chú sẽ lấy. Rồi, rồi, con ăn. Rồi, ok. Rồi ăn được, con ăn thử. Thế nào con, bên này nước rồi. Bên này nước mất rồi. Cái đây đúng không? Ok rồi. Rồi con có đoán được không? Để tôi. Con đoán được chưa? Về đây, về đây, về đây. Con lấy phiếu. Đây, bắt con về. Rồi xong rồi. Rồi. Con đặt lên, con đặt lên. Con đi xuống chưa? Đoán được chưa? Rồi đi xuống. Thêm một chút nữa không? Thêm một chút nữa không? Thôi. Thôi hả? Con đoán được rồi gì? Rồi, bạn tiếp okay, theo luôn, bạn tiếp theo. Mời bạn, quen không? Nào ăn thử một miếng xem có quen không? Rồi, cho cả vào mồm nhai. Rồi, mời bạn về. Đấy, mời bạn. Chọn chưa? Rồi, đây cô đặt lên cho. Ăn được không? Rồi. Không chọn hộ đâu nha, để cho bạn tự chọn nha. Không chơi chọn như thế. Đó là một trò mà mình nghĩ mà đã cũng đã giúp đỡ cho các bạn rất là nhiều biết thêm về ẩm thực Việt Nam, nó đặc sắc ra sao, nó thú vị như thế nào. Có những món mà các con ngon quá là các con bình thường là có nói là chỉ ăn một miếng thôi, sau đấy thì để lại để mà xác định xem là đúng tên của loại bánh đó hay không. Nhưng mà khi mà ăn ngon quá thì cũng còn xin là cô ơi cô, con được mang về ăn tiếp không cô? Bạn tiếp theo ạ. Xin công bố kết quả. Đội chú công tố đoán đúng 75 món ăn. Có rất nhiều món ăn đây. Chú là nhà báo, là người dẫn chương trình. Không có một ngóc ngách nào Hà Nội là chú chưa từng đặt chân đến. Nó đòi hỏi gì? Đòi hỏi kinh nghiệm. Đấy chú chỉ nói thôi nhé, các bạn sẽ chơi. 7/15 món ăn. Đội thầy tấn trường 10/15 món và chiến thắng lại thuộc về đội cô lê bóng 14/15 món. Yeah. Điều đó có nghĩa là đội cô lê bóng nhận được 3 huy chương. Yeah. Đội thầy tấn trường mỗi thành viên được 2 huy chương. Và chia buồn với đội chủ công tố, mỗi thành viên chỉ nhận được 1 huy chương mà thôi. Ở thử thách này, các đội sẽ phải dùng miệng để di chuyển nước trên con đường đầy xà phòng về vị trí yêu cầu. Thau nào đầy nước trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Xin chúc các bạn may mắn. Và ngay bây giờ, chúng ta bắt đầu thực hiện thử thách. Hay vậy! Wow, 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 wow! Rồi! Chúc mừng, chúc mừng! Đi luôn nha cô! Tiếp theo luôn! Đi luôn, đi luôn, đi luôn! Đi luôn! Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên! Nhầm đồ nhá con nhá. Rồi. Rồi, xong tiếp.
một lần nữa đội chú công tố lại về cuối và chỉ mang về cho mình được một huy chương. Đội thầy Tấn Trường, các bạn được thêm 2 huy chương và đội cô Lê Bống vẫn giữ phong độ rất tốt, nhận được 3 huy chương mỗi thành viên. Tổng kết cuối cùng, đội chú công tố mỗi người nhận được 3 huy chương, đội thầy Tấn Trường mỗi bạn nhận được 6 huy chương và chúc mừng đội cô Lê Bống mỗi bạn được 9 huy chương. Cố gắng lên nhá. Càng ít huy chương trên người càng nhẹ gánh đúng không? Đúng. Bây giờ mình phải có chiến thuật thật là tốt để giành chiến thắng cá nhân nhá. Đây là chiến thắng cá nhân nhá các bạn nhá. Ok. Rồi. Đi ha. Nhanh. Nhưng mà trước khi chơi phải có sức một chút. Ăn đã nhỉ. Đợi chú nhá. Chú đi gặp thầy Trường và cô Bống để xem là bữa ăn của các bạn như thế nào. Cố gắng nhá. Cố gắng nhá. Bắt tay cái nào. Cố gắng lên nào các chàng trai của tôi. Ok ok. Đi. Sao cái gì đây mà ngồi rung dữ vậy? Tình ơi, bây giờ làm nào bây giờ? Đội em mỗi đứa tận 9 cái huy chương mà lúc nãy anh Tố với cả anh nói là hai đội liên minh lại với nhau, mà liên minh thì 7 đánh 3 thì làm sao mà có thể chịu được? Cái này thì cái đó từ sáng rồi, nó bây giờ nhường bớt lại cho Tố nó đi. Bởi vì rung là phải rồi. Hay là bây giờ nhá, bây giờ em bảo mấy đứa bọn em là chia bớt. Tính ra là em đang vội vàng vào đây để hỏi xem mọi người có đói cần gì không, mà tự nhiên thấy hàng ghê đa xanh tặng cây góc sân trường. Đâu, nãy giờ ở đây có nói gì đâu. Em đang hóng mát, hóng mát, hóng mát anh ạ. Đây nè, nóng quá trời, nóng đang ngồi cho nó mát này. Một chỗ rồi. Mồ hôi ra quá trời luôn nè. Cả nhau. Đâu có, anh còn thấy trời hôm nay sân trường là đang mát thế là em cũng đang nghèo, người ta hay nghĩ đến nhà giàu người ta mua kế lắm. Ê, anh là trung lưu thôi nha, anh chưa phải là thượng lưu đâu nha, anh cũng chỉ tầm ở giữa thôi. Ở giữa nhưng mà lắng nghe ý kiến hai bên. Thôi em bảo này, có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ăn anh ạ. Ở đây anh nói có con rồi, có thực thì mới mua được đạo. Đúng rồi. Bây giờ là đề nghị là cho con ăn uống một chút. Thôi giờ lo bữa ăn trước đi rồi chơi sau nè. Đây, bây giờ anh gõ Lotteria. Ấn vào, nó tất cả những món đồ ăn khuyến mãi là rất nhiều ưu đãi. Ồ, combo khuyến mãi nhiều thế nhỉ? Dạ vâng. Em gà đấy, em vào gà. Dạ vâng ạ. Vào gà đây đấy. Gà đây. Chicken đây. Em đây, nghĩ là cái đây. Đây, ui cái này set là nhiều anh này. Ồ đây này, cái set này có cả vị này. Dạ vâng. Ui mà giảm giá lại đấy. Vâng, đấy. Dạ được ạ, thế em cộng okay. Vào luôn. Sang nước uống đi. Dạ vâng ạ. Xong rồi sang nước uống. Nước. Đủ. Đây. Bình thường anh ăn là sẽ phải ra ngoài hàng để đặt trực tiếp và mang về đúng không? Ừ. Nhưng mà bây giờ không cần như thế, thời buổi hiện đại có smartphone rồi. Ừ. Lotteria sẽ luôn bên bạn. No cái bụng rồi thì mình mới chạy mới chơi được, mới chơi được. Dạ vâng. Có khi là khi nào mà ăn xong nó lật đổ tình huống không ta? Anh nói không biết, tem lại run. Mình nói cái nhà giàu nó run rồi kìa. Thôi đặt đi, đưa anh gà đồ hết, đặt đi. Đặt này gà này, khoai tây này, nước này combo này, cho hamburger set. Nữa, cho hamburger với nha. Ok, family set này có luôn này. À, này. Dạ vâng. Ok, rồi. Xong. Giao hàng. Ok, dạ. Xong. Ok, xong. Yes. Dạ. Đây, anh đây. Em ơi. Đây. Nhanh thế. Đây. Đấy rồi, ok, anh cảm ơn nhá. Ờ, còn không? Còn bên ngoài đúng không? Ok, bê vào đây nhanh lên. Ôi, thơm phức các con ơi. Đây em ơi, được anh bê hết, anh bê vào cho con. Rồi, anh cảm ơn nhá chàng trai, bắt tay. Hẹn gặp lại nhá, bye bye. Ok, các con ơi, gà về. À, đây, cầm giúp chú. Một bạn, con chạy vào gọi các bạn ra ăn gà. Vào đây con, vào đây. Đây, xếp hàng qua đây, ngồi hết ở đây, đúng rồi. Bên này, ngồi cạnh chú. Bên này nữa, vẫn còn chỗ. Rồi, gà rán này, hamburger này, hình như có cả khoai tây chiên nữa, ui, mì ý nữa và nước ngọt. Để tạm đây nhá, để đây. Rồi, con lấy gà ra. Đây, hộp này. Mấy đứa ơi, đây, hộp này của mấy đứa ở giữa này. Tương, thank you à, tương không con, tương không? Ok, ăn đi, ăn ngon miệng vào. Ơi, ok, chú cảm ơn con. Ok, chia con gà. Và chúng ta sẽ đến với một trò chơi mang tên xé bảng tên. Trong trò chơi này, mỗi thành viên sẽ chơi độc lập, không theo đội. Cầu thủ nhí nào bị xé bảng tên thì toàn bộ số huy chương của các bạn sẽ về tay của người xé. Người nào còn bảng tên cuối cùng sẽ là người chiến thắng và sẽ nhận được một phần thưởng tham quan trải nghiệm một địa điểm ở Hà Nội cùng MC Công Tố, thầy Tấn Trường và bà mẫu Lê Bống. Chúc các bạn sẽ thật tự tin và tỏa sáng nha. Mời các cầu thủ vào vị trí. Sau tiếng chuông báo hiệu đầu tiên, các bạn phải nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ẩn nấp. Sau khi nghe 3 tiếng chuông liên tiếp thì trò chơi bắt đầu.
xin mời cô Lê Bống đánh tiếng trống đầu tiên. Kê chúng nó, kê cho mình đi hết. Thôi mình đứng đây thôi. Chơi vô đứng từ. Wow, em đã thấy là đội này là chia team với nhau rồi nè. Kiếm ơi, chạy đi, nhanh lên đi, trốn đi. Mời cô Lê Bống đánh 3 tiếng trống. Các chú sói ra đi săn mồi thôi. Đấy rồi. Wow. Mặc rượt đuổi đầu tiên. Trốn vào bốn góc thì chú cameraman lại lỡ để lộ vị trí của con. Thế à, các bạn tìm đến và xé bản thể của con. Ôi, bốn bạn cùng đuổi một bạn. Ông ơi, cố lên. Em thấy là vui nhưng mà hơi tức vì với anh đèo quá. Con trưởng là con chạy được rồi nhưng mà con cầm không chắc á, nên là anh xé luôn. Hình như là các bạn đã có được chiến lược của mình. À chà, tập trung loại ngà trước đấy mà. Ngà mạnh, khỏe. Rồi con chơi ông lại đi, con mình giao huy để muốn gì bằng ngà. Em khiêm rất là khỏe. Cái điều về em đấy thì con em đấy sẽ loại bỏ được hết tất cả các bạn. Hơi căng bởi vì một mình con phải đấu với lại 4-5 người. Liệu ngà có giữ được bảng tên của mình trước lực lượng đông đảo thế này hay không? Và người chiến thắng là Gia Khiêm. Xin chúc mừng chàng trai kiên cường. Con cũng không nghĩ con là người thắng. Tại có Giao Huy với Minh Ngà mạnh. Tại hai bên nó có hai bên nó đèn xé với nhau, con chỉ vô đẩy Ngà thôi là nó thắng. Loại đầu tiên nhỉ? Bạn nào bị xé mặt thế này? Đây, gà của tôi. Lúc bị loại đầu tiên cho đến bây giờ sao con tươi đấy mình? Dạ, tại con không biết. Tại con có dạy con đâu? Dạy con đâu? Dạy lên cho nhà vô địch mượn nữa. Ồ thế à? Có khi nhờ giày của bạn Minh nhà vô địch lại vô địch đấy chứ. Tính ra cũng hay. Nhà vô địch ơi, à phải khẳng định như này, nhà vô địch thuộc team của chúng tôi ạ. Vừa mới cho mọi người thấy một cái kịch bản là toàn bộ anh em mình nhường hết huy chương cho các đội và sau đó thì chúng tôi gom hết lại một mối. Cảm ơn nhà vô địch cái nhờ. Cho hỏi nhà vô địch,
người kia cho bạn mượn giày thì bạn có sẵn sàng tặng cho họ một cái huy chương làm kỷ niệm không? Dạ có. Ơi giời, một huy chương làm kỷ niệm con nhá. Vỗ tay về tinh thần này. Hồi nãy là cái pha cuối là chúng ta có còn 4 chàng trai thôi. Mời 4 chàng trai để tiến lên phía trước nào. 4 chàng trai cuối cùng. Con cảm thấy như thế nào khi mà bị đối phương tấn công dồn dập như vậy mà con vẫn phản kháng được và con vẫn trụ được tới cuối cùng? Vì con thấy anh em kia chán quá, nói là gán chơi tới cuối mà con mà đúng mình con. Đấy là đồng đội của con phối hợp từ trước đúng không? Theo con trên trận đấu đó là ai là đối thủ nặng ký nhất với con? Là em Khiêm. Khiêm hả? Và lại bắt tay Khiêm cái nhỉ? Hòa hữu anh em. Đấy, dù sao đi chăng nữa là rồi đúng á. Trên cuộc chơi á, mình thấy vẻ mặt họ giống như là cao có, giận dữ à. Nhưng mà thật sự đó không phải, đó là sự tập trung. Con là người giật được bằng tên của Ngà. Đó là một thành tích rất đáng nể. Con nói gì về khoảnh khắc đấy? Con nói giật bằng tên của Ngà và sau đó con bị Khiêm đẩy Ngà, Ngà đẩy con ra ngoài luôn. Em Khiêm xứng đáng để được top 1. Tại vì con thấy là từ lúc đầu là em Khiêm song sáo nhất ở bên đội bạn, là lúc nào cũng là người xung phong để mà giật cái bản tình rồi tụi con kìa. Các chàng trai của chúng tôi nhễ nhại mồ hôi. Và khi mà xem họ thi mới biết được rằng là sự quyết tâm của một cậu bé, của một cầu thủ nhí, khi mà họ mong muốn đạt được cái thành tích. Vâng, đó là điều rất là cần trong thể thao đúng không anh Trường? Đúng như vậy Công Tố ạ. Thì trong thể thao, bất kỳ môn thể thao nào, vâng, đã bước vào cuộc chơi không ai muốn thất bại. Dạ. Tất cả đều muốn chiến thắng. Dạ. Và tất cả các bạn đều chiến thắng ngày hôm nay. Đó là sự tập trung. Và tất cả các bạn đều chiến thắng ngày hôm nay. Kỷ niệm thật là vui. Nhưng các chàng trai thân mến, cái cuộc vui nào rồi cũng sẽ phải tạm khép lại. Đúng rồi. Để chúng ta sẽ chờ đón những thử thách tiếp theo. Bởi vì trong tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ và giao lưu với một câu lạc bộ mà họ cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội. Các bạn có háo hức vì thử thách này không ạ? Vâng, với các chàng trai của chúng tôi thì việc đá bóng làm cho các bạn cảm thấy háo hức nhất. Vâng, còn khán giả thì sao ạ? Chúng tôi hy vọng rằng là tất cả chúng ta đã có những trải nghiệm thật là vui thông qua màn ảnh nhỏ cùng với chúng tôi, cầu thủ nhí. Bây giờ tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin chào mọi người. Xin chào. Tạm biệt. Bye bye. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình.